Quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ, một chương trình độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, khám phá những câu ca dao quen thuộc, thách thức khả năng ghi nhớ của nghệ sĩ nổi tiếng. Chỉ nhớ thôi chưa đủ, còn phải suy luận thật nhanh, quá nhiều di bản, đầu mới là đáp án trùng khớp. Ý nghĩa, hấp dẫn, chất tính. Đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.